Rainbow Cakes. Hello mọi người, không biết là mọi người có nhìn thấy cô không nhỉ? Mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy cô không? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chủ đề, đó là làm thế nào để nói tiếng Anh hay như hát. Chào Anna. Chào Hoàng Cần. Chào em. Chào Tú Đinh. Okay. Hello. Các bạn ơi, nếu các bạn nhìn thấy thì các bạn hãy comment để cho cô biết nhá. Chào Chi Mai. Và chúng ta đang có 55 người xem. Okay. Chào Anna, cảm ơn em. Trời ơi, cảm ơn em rất nhiều. Ngày hôm nay thì nội dung livestream của chúng ta sẽ là về làm thế nào để nói tiếng Anh hay như hát. Một nội dung rất là hay trong tiếng Anh. Các bạn cũng biết là nói tiếng Anh hay như hát thì nó sẽ liên quan đến ngữ điệu đúng không? Chào Hồng Tránh. Okay. Các bạn ơi, chúng ta đã bắt đầu được chưa? Okay. Can we start? Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Hôm nay thì cô đã chuẩn bị rất là chào Thanh, chào em. Cô đã chuẩn bị rất là nhiều những cái từ vựng ở đây rồi để chúng ta cô có thể giải thích cho các bạn những cái liên quan đến trọng âm cũng như là ngữ điệu nhá. Chào Thảo Beta, chào Cảnh Di, rất là nhiều bạn đang xem rồi. Okay, so I think we should start now. Chào Nguyễn Nhị, okay, chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đầu tiên thì các bạn hãy cho cô biết là các bạn hiểu gì về trọng âm. Trọng âm nghĩa là như thế nào? Cô không hiểu tại sao lại có những cái bạn đang phẫn nộ. Đang để ý con phẫn nộ cũng không hiểu luôn. Phẫn nộ rồi thì y con buồn. Là chúng ta thả tim đi nào, cô không thích nhìn thấy y con phẫn nộ lắm. Okay. Các bạn ơi, các bạn hiểu gì về trọng âm nhỉ? Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để dùng trọng âm. Dùng trọng âm để nói nhá, áp dụng ở việc nói trong tiếng Anh làm sao để nó hay. Ok. Chào Phạm Bình. Thank you. Các bạn ơi, các bạn hãy cho cô biết là chúng ta hiểu gì về trọng âm. Chào Tiểu Thầu. Trọng âm nghĩa là như thế nào? Thầu ơi, trọng âm nghĩa là như thế nào? Nhiều rồi, cảm ơn Rainbow Case. Dạ, cảm ơn em. Bạn Thúy Nguyễn có trả lời là phần âm, trọng âm nghĩa là phần âm tiết được nhấn mạnh trong một từ hả cô? Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một từ rất là dài như thế này nhá. Ok, đợi cô một chút nhá. Ok. Ok. Các bạn ơi, bây giờ thì cô sẽ bắt đầu phần chia sẻ nhá. Đầu tiên thì cô sẽ chia sẻ một chút về trọng âm trước. Đầu tiên thì chúng ta cần biết cái gốc rễ của nó được không? Tại sao lại có trọng âm? Và trọng âm dùng để làm gì? Thực ra thì ngày xưa khi mà hồi còn học lớp 6, từ lớp 6 cho đến năm lớp 12, năm nào thì cô cũng đi thi học sinh giỏi, năm nào cũng được ở trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Và năm nào đi thi cũng có cái bài gọi là đánh dấu trọng âm. Và hồi đấy thì đánh dấu trọng âm như thế nào? Có 4 từ thì mình sẽ phải tìm ra một từ có cách phân âm có trọng âm khác so với 3 từ còn lại. Ngày đấy thì cô cũng làm bài trọng âm và cũng học rất là nhiều quy tắc. Và thực ra hồi đấy thì cũng không hiểu trọng âm để làm gì. Mình chỉ nghĩ nó giống như một dạng bài thôi. Giống như mình làm toán thì mình chỉ nghĩ nó là một dạng bài, mình cũng không hiểu nó ứng dụng để làm gì. Hồi đấy thì cô học rất nhiều quy tắc, ví dụ như là thường rơi vào trước trần này. Đối với danh từ có hai âm tiết thì thường nó sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất này. Đối với tính từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ thường rơi vào âm tiết thứ nhất này. Còn đối với động từ có hai âm tiết thì trọng âm lại thường rơi vào âm tiết thứ hai. Hoặc là đuôi y, đuôi ly thì như thế nào này, đuôi mình thì như thế nào, đuôi shin thì như thế nào này. Khi mà nó có hậu tố này, thêm hậu tố thì trọng âm nó sẽ như thế nào, và thêm tiền tố thì trọng âm nó sẽ như thế nào. Thực ra là hồi đấy cô học rất là nhiều quy tắc, vô cùng nhiều luôn. Và thực ra là trong tiếng Anh ấy, sau này thì cô mới phát hiện ra là chẳng có quy tắc nào nó là tuyệt đối cả.
Mình gọi nó là quy tắc, nhưng mà luôn luôn có sự ngoại lệ. Có quy tắc này nó lại chồng chéo lên quy tắc khác. Cái quy tắc này nó lại mâu thuẫn với quy tắc kia. Thực ra là đối với quy tắc trọng tâm ấy, ngày đấy thì cũng học rất là nhiều quy tắc, cũng như các bạn ấy học rất là nhiều quy tắc và băn khoăn là không biết làm thế nào để mình có thể nhớ được tất cả quy tắc mà. Bài trọng âm thì làm thế nào để có thể giành điểm tuyệt đối trong cái bài đánh trọng âm đấy. Thì có những lần mà cô đánh được có thể là 1/4 này, có 4 câu thì đúng 1 này, hoặc có 5 câu thì đúng 2 này. Nó có như vậy, có thỉnh thoảng thì đúng 4/5 vân vân ấy. Thì nhưng mà nó chẳng áp dụng gì trong việc nói tiếng Anh cả. Hồi đấy thì cô chẳng nghĩ là cái việc đánh trọng âm đấy nó liên quan gì việc nói tiếng Anh cả. Vì thực ra là cô không học nói tiếng Anh, không nói bao giờ cả. Cho đến hết lớp 12, thực sự là hết năm lớp 12 cũng không học nói. Mình luôn học đọc thôi chứ không phải là nói. Đọc thì nó vẫn như người Việt vậy, nó vẫn không có chút ngữ điệu nào cả. Và sau này khi lên đại học thì mới bắt đầu học làm quen đến cái môn pronunciation, là môn phát âm. Và sau đấy mới biết, thực sự là các em ơi, cho đến khi học đại học thì cô mới biết là hóa ra cái trọng âm này là để nó giống như kiểu khi mà mình nói có ngữ điệu ấy, thì mình sẽ nói cái âm tiết đó khác so với những âm tiết còn lại. À, cô còn nhớ là cái bài đầu tiên ấy, khi mà giáo viên hỏi là các em ơi, khi mà nhấn trọng âm vào đâu thì âm tiết đó sẽ đọc như thế nào, khác như thế nào, phát âm khác như thế nào so với những âm tiết còn lại, thì hầu hết 90% cả lớp cô đều trả lời là nó mạnh hơn. Chắc là một số bạn ở đây cũng có câu trả lời tương tự đúng không? Chúng ta sẽ nghĩ là nó mạnh hơn. Tuy nhiên thì sau bài chia sẻ ngày hôm nay thì các bạn sẽ thấy là không hẳn là như vậy, không hẳn là khi mà đánh trọng âm vào đầu thì âm tiết nó sẽ mạnh hơn đâu. À, chúng ta sẽ, cô sẽ lấy một ví dụ nhé. Các bạn nhìn cho cô cái âm tiết dài nhất như này. Ok. Các bạn nhìn cho cô một cái từ dài như thế này nhé. Rất là dài đúng không? Đối với từ này thì trọng âm nhấn vào đâu? Ok. Các bạn đều biết từ này đúng không? Đối với các bạn, từ này thì trọng âm nhấn vào đâu? Khi mà nhìn thế này thì trọng âm nhấn vào đâu? Các bạn đã có câu trả lời chưa? Ok, let me see. Đối với từ này thì trọng âm nhấn vào đâu nhỉ? Ok, một số bạn đã comment rất là đúng rồi đấy. Từ này trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3. Từ này là một từ có 5 âm tiết. 5 âm tiết và trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3. Ngày xưa thì khi cô học từ này, cô chỉ biết là có đuôi ET như này, giáo viên dạy là có đuôi ET như này thì mình sẽ nhấn vào âm tiết đằng trước đuôi ET. Nhưng mà cô vẫn nói là university bình thường và nó không có gì khác biệt cả. Rồi cho đến khi lên đại học thì mình mới nói được là university. Vậy thì các bạn nghe cô nhá. University. Thì cái âm tiết cho cô biết là khi mà cô nhấn âm tiết thứ 3 thì trọng âm thì cô sẽ đọc nó khác như thế nào so với những âm tiết còn lại. Các bạn nghe nhá, University. Cái từ ver này nó khác gì so với những âm tiết còn lại các bạn? Nó khác gì? University. Okay. I enter the university. Or I want to go to the university. Thì cái từ âm tiết số 3 này nó sẽ khác gì so với âm tiết còn lại, những âm tiết còn lại nhỉ? Các bạn ơi, từ từ 3 này nó sẽ khác gì so với những âm tiết còn lại? University. Okay. Again, university. À, có một số bạn đã comment là thêm dấu sắc vào. Ok. University. Các bạn hình dung này, khi mà trọng âm nhấn vào âm tiết nào ấy thì hầu hết phải đến 90% là nó sẽ cao hơn. Hầu hết là chúng ta sẽ thường đánh nó cao hơn. Các bạn nhớ nhá, cao hơn có nghĩa là nó có cao độ. Thỉnh thoảng thì nó sẽ dài hơn. Đôi khi nó cũng sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên, thường sẽ là cao hơn. Và cao hơn, cái cao hơn và thấp hơn đấy, nó tạo nên ngữ điệu trong câu. Các bạn ơi, trọng âm này nó sẽ tạo nên ngữ điệu trong câu. Bây giờ cô nói là university. Và khi ở trong câu thì cô vẫn dùng cái từ này với trọng âm ở vị trí số 3. Cô sẽ nói là I go to the university. Trọng âm nó vẫn như vậy và không thay đổi. Thì cái cao hơn và thấp hơn nó sẽ tạo nên ngữ điệu. Ok, các bạn nhớ nhá, ngữ điệu là một cái rất là quan trọng. Và rất nhiều người không thể thành thạo trong cái như thế này, cái ngữ điệu như thế này. University, các bạn nhớ nhá. Vậy thì ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn làm thế nào để có thể nói tiếng Anh nó có ngữ điệu, làm thế nào để mình có thể nhớ được những trọng âm như thế này.
Ngày hôm nay thì cô sẽ không dạy bất cứ quy tắc nào cả. Như các bạn biết đấy, cô đã chia sẻ ngay từ đầu rồi. Đấy là ngày xưa ấy, cô học rất là nhiều quy tắc, biết rất nhiều quy tắc luôn. Và sau đấy cô phát hiện ra là quy tắc nào nó cũng có trường hợp ngoại lệ hết. Chẳng có quy tắc nào là tuyệt đối cả. Quy tắc nào nó cũng sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ. Mà nếu mà chúng ta cứ nhớ quy tắc như vậy, các bạn ơi, các bạn nhớ quy tắc. Khi mà chúng ta học nói ấy, thì cô không khuyên là các bạn, hoặc là học phát âm ấy, cô không khuyên là các bạn nhớ quy tắc đâu. Bởi vì nhớ quy tắc nó là một cái gì đó rất là khô khan, đây là quan điểm của riêng cô nhá. Khi mà các bạn nhớ, tập trung vào nhớ quy tắc ấy, thì các bạn sẽ không thể nào nói. Tức là khi mà các bạn nhớ nhiều quy tắc quá thì dẫn đến việc nói nó sẽ rất khô khan và chưa chắc là các bạn nhớ những quy tắc đó và các bạn đã áp dụng được nó trong việc nói. Thì ngày hôm nay sau khi luyện tập những cái trọng âm này với cô thì cô sẽ đưa ra một lời khuyên cho các bạn là làm thế nào để mình có thể nói nó hay hơn, nói có ngữ điệu hơn, nói có trọng âm cao cao thấp mà không cần nhớ quy tắc. Ok, rồi chúng ta sẽ bây giờ thì cô sẽ chỉ cho các bạn sự khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt để chúng ta hình dung nhé. Có lẽ là các bạn đều biết nhưng chúng ta sẽ không để ý đến điều này. Các bạn ơi, đọc cho cô, các bạn thử hình dung là chúng ta sẽ đọc câu này trong tiếng Việt như thế nào. Các bạn ơi, chúng ta sẽ nói câu này trong tiếng Việt như thế nào. Bây giờ ai đó hỏi các em cái gì và các em sẽ nói là tôi không biết, đúng không? Đúng không nào, tôi không biết. Các em hình dung này, khi cô nói là tôi không biết, vân vân. Thì các em cô để ý là cô sẽ nói với cùng cao độ, giống hệt nhau. Tôi không biết. Đó, đúng không? Chúng ta đã bao giờ nghe người nước ngoài nói tiếng Việt chưa? Nghe người nước ngoài nói tiếng Việt. Khi người ta nói lơ lớ thì người ta thường nói là tôi không biết, đúng không? Tôi không biết. Các bạn có nghe người nước ngoài nói như vậy bao giờ chưa? Tôi không biết. Đó là vì lý do vì sao người ta bị ảnh hưởng. Người ta bị ảnh hưởng bởi cái ngữ điệu. Cho nên khi người ta nói tiếng Việt, nó cũng sẽ có ngữ điệu như thế. Chúng ta thường nghe người Tây nói tiếng Việt nó hơi lơ lớ một chút ấy. Đấy là do người ta có cao độ. Khi người ta có thấp hơn và cao hơn khi nói những cái này, tôi không biết. Đó. Rồi bây giờ sẽ quay trở lại tiếng Anh nhé. Nào chúng ta sẽ trở lại tiếng Anh nhé. Tiếng Anh thì người Việt Nam mình cũng sẽ đem những cái giống hệt của tiếng Việt. Người Việt Nam cũng sẽ đem áp dụng những cái đặc điểm của tiếng Việt khi mà nói tiếng Anh. Và người Việt Nam sẽ nói là gì? I don't know, đúng không? Có phải các em thường nói là I don't know không? I don't know, không hề có ngữ điệu. Trong khi khi mà nói tiếng Anh ấy thì người ta sẽ nói là I don't know, hoặc là I don't know, hoặc là I don't know. Mình thường sẽ I don't know. Do you know? No, I don't know. Ok, I don't know. Các bạn có thể nghe thấy nó có cao thấp hơn, cô nói cao thấp hơn đúng không? Cô không nói là I don't know mà là I don't know. I don't know. Kiểu như vậy chẳng hạn. I don't know. Đó. Thì chúng ta sẽ để ý thế, nó có ngữ điệu. Đây chính là sự khác nhau. Người Việt Nam sẽ không nói là tôi không biết, cũng như người nước ngoài sẽ không nói là I don't know. Chúng ta sẽ phải nói là tôi không biết với cùng cao độ. Và I don't know, hoặc là I don't know, vân vân. Với ngữ điệu lên xuống xuống. Đó chính là sự khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Rồi chúng ta sẽ làm quen với những từ mà có hai âm tiết nhé. Bây giờ thì cô sẽ dạy cho các bạn. Trong tiếng Anh thì sẽ có những từ có một âm tiết này, hai âm tiết này, ba âm tiết, bốn âm tiết và năm âm tiết này, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Những từ ngắn nhất sẽ có một âm tiết. Và những từ có một âm tiết, ví dụ từ I và từ know, I know, đứng một mình như thế này nó sẽ không có trọng âm. Trọng âm nghĩa là như thế nào? Trọng âm nghĩa là như thế nào? Khi trọng âm nhấn vào đâu thì âm tiết đó sẽ cao hơn so với âm tiết còn lại, đúng không? Khi mà trọng âm nhấn vào đâu thì âm tiết đó sẽ cao hơn so với âm tiết còn lại. Nhưng mà khi nó có một âm tiết như thế này thì làm gì có so với cái gì đâu mà chúng ta sẽ bảo là cao hơn hay thấp hơn. Vì vậy nếu một từ có một âm tiết như thế này, nó sẽ không có trọng âm, các bạn nhớ nhá. Không hề có trọng âm. Ok, vì vậy từ sẽ có trọng âm khi nó có từ hai âm tiết trở lên. Nhớ nhá, hai âm tiết trở lên. Vì vậy cô sẽ dạy các bạn cách nhớ này. Từ 1 này, 2, 3, 4, 5, 5 âm tiết này. Tuy nhiên tiếng Việt chúng ta sẽ so sánh với tiếng Việt nhé. Đố các bạn tìm cho cô từ nào trong tiếng Việt mà nó có hai âm tiết đấy. Đố bạn nào tìm cho cô một từ nào mà trong tiếng Việt có hai âm tiết. Nào, cô sẽ xem comment nhé. Các bạn, đố các bạn tìm cho cô từ nào trong tiếng Việt mà có hai âm tiết đấy.
Nào xem có bạn nào comment được không nhé. Okay. Đúng rồi, đã có nhiều bạn trả lời rồi, nên là không có chính xác. Trong tiếng Việt không có từ nào có hai âm tiết cả. Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm, tức là tất cả các từ đều có một âm tiết, đơn âm mà, đúng không? Không có từ nào có hai âm tiết cả, đấy chính là sự khác nhau. Vì vậy bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Bây giờ trừ cái một âm tiết rồi nhá. Trong tiếng Anh này một âm tiết nó sẽ không có trọng âm, vì vậy trừ nó ra. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với những từ có hai âm tiết trước. Nào bây giờ có hai âm tiết thì làm thế nào để chúng ta có thể nói hay nhỉ? Làm thế nào để chúng ta có thể nói nó có ngữ điệu nhỉ? Bây giờ các bạn hình dung như thế này, nếu có hai âm tiết, có hai âm tiết đúng không? Thì chỉ có xảy ra hai trường hợp thôi. Một là sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất, và hai là sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Đúng không? Chỉ có hai trường hợp này thôi. Nên cô sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Ok. Rồi, lấy những từ khá là đơn giản trước nhé. Rồi, lấy những từ mà đơn giản nhất quả đất trước này. Okay, chúng ta sẽ nhìn những từ này, chúng ta nhìn hàng ngày đúng không? Từ này là từ siêu đơn giản trong tiếng Anh. Rồi bây giờ từ này đố các bạn biết trọng âm rơi vào đâu? Đố các bạn biết từ này trọng âm rơi vào đâu? Cô sẽ lấy cho các bạn những từ mà rất là quen thuộc trước và ai cũng biết nhé. Từ này trọng âm rơi vào đâu nhỉ? Mấy cái? Từ này trọng âm rơi vào đâu? Đố các bạn biết từ này trọng âm rơi vào đâu? Hey, rất nhiều bạn đã có cái comment đúng rồi. Đó là trọng âm rơi với từ thứ nhất, đúng không nào? Vì vậy nếu mà từ có hai âm tiết, nó chỉ xảy ra hai trường hợp thôi. Một là rơi vào âm tiết thứ nhất, hai là rơi vào âm tiết thứ hai. Ví dụ như từ này thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất. Vậy thì làm thế nào để có thể nói được từ này, làm thế nào để có thể thoát được cái cách nói của người Việt hay nói, làm thế nào để thoát được cái kiểu mà mình hay nói là happy đi, hay nói giống cách nói của người Việt đi. Rồi bây giờ từ này mà rơi vào âm tiết thứ nhất này, cô sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đối với những từ có hai âm tiết, từ mà rơi vào âm tiết thứ nhất thì nó sẽ đọc giống như là. Rồi bây giờ các bạn cũng có thể nhìn thấy cái caption, cái tiêu đề của cô viết ngày hôm nay ấy, là cô sẽ hướng dẫn các bạn là cách nói cao thấp mà như hát trong tiếng Anh ấy. Vì thì chúng ta hãy hình dung đi, chúng ta hãy thư giãn một chút này, chúng ta hãy hình dung là giống như hát đi, hát sẽ có la, đúng không? Rồi vậy thì cái này khi mà nó rơi vào âm tiết thứ nhất, tất cả những từ rơi vào âm tiết thứ nhất thì mình sẽ nói như thế này, la. Các bạn hình dung cho cô nhé, cao hơn và thấp hơn này, la cao hơn một chút đúng không này, la xuống thấp, la. Hình dung là nói, cô đã làm khá là nhiều cái livestream để hướng dẫn các bạn là nói tiếng Anh sẽ dùng gọng dưới đúng không? Bởi vì mình sẽ nói la thấp một chút này, dùng gọng dưới này, la. Cứ rơi vào âm tiết thứ nhất thì mình sẽ nói là la, đúng không nào? Hình dung giống nhạc điệu nhá, giống như hát vậy, la. Rồi vậy thì thứ này khi mà áp dụng cái quy tắc la thì nó sẽ nói là happy, đúng không? Happy, I'm so happy, happy. Các bạn hình dung này, la rõ ràng happy, đúng không? Happy, một cái cao hơn một cái thấp hơn, happy. Còn cách người Việt hay đọc là happy, nói happy. Alright, có đủ to không hả các bạn? Ok, các bạn cùng luyện tập với cô nhé. Happy, đây là tính từ. Happy. Ok, chúng ta cùng luyện tập một số từ nữa nhé, mà nó cũng rơi vào âm tiết thứ nhất, và các bạn sẽ luyện tập cho cô nhé. Ok, so the first one, I have happy. Second, từ số 2 nào. Cũng rơi vào âm tiết thứ nhất thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Basic. Ok, now chúng ta sẽ không đọc là basic nữa. Basic nào, không phải basic giống như về hay đọc, mà là b cao hơn này. B âm tiết đầu tiên cao hơn một chút này. B thứ hai xuống thấp này. Sick. Basic. Đúng. Các bạn comment cho cô biết là cái từ nhạc ấy trong tiếng Anh là từ nào đấy. Rồi, chúng ta sẽ có từ thứ nhất là happy và thứ hai là basic. Basic thấp hơn, bay cao hơn này, zik thấp hơn. La giống như la, basic. Ok. Rồi đúng rồi, rất nhiều bạn đã comment đúng rồi. Cái từ nhạc ấy là từ music. Người Việt Nam nói là gì? Music.
không phải là music, không phải cái không phải là bằng nhau như vậy, mà là music, 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 ok, music. Lúc nãy thì một số bạn đã trả lời cô là khi mà trọng âm nhấn vào đâu thì sẽ thêm dấu sắc vào đó. Tuy nhiên không hẳn là như vậy đâu các em ạ. Bởi vì nếu thêm dấu sắc, cái này sẽ phải nói là bấy dịch. Và nghe như vậy thì nó không tự nhiên chút nào cả. Chúng ta chỉ cần nhớ cho cô, khi mà trọng âm nhấn vào đâu thì nó sẽ cao hơn cái âm tiết còn lại. Ví dụ khi cô đọc từ music, music, thì thậm chí cái từ mail cô không hề cho nó cao lên. À sorry, không hề thêm dấu sắc. Thêm dấu sắc phải là music. Như vậy thêm dấu sắc thì đôi khi nó sẽ bị cao quá. Chúng ta chỉ cần cho cái dưới thấp xuống này, music, music, đó, ok, như vậy cho nó tự nhiên nhá. Happy, basic, music, đó. Tiếp theo, từ này trọng âm nhấn vào đâu nhỉ? Ok, từ này trọng âm nhấn vào đâu? Cũng là tiết thứ nhất đúng không? Vì vậy, các bạn sẽ nói là gì? Có phải là busy không? Có phải là today I'm so busy không? Mà là gì? Mà là busy, busy. Today I'm so busy, 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 busy. Các bạn ơi, nếu mà nhanh quá hoặc chậm quá, chúng ta không theo kịp thì chúng ta có thể để comment ở dưới để cô biết nhé. Ok, busy, 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 busy. Ok, cái này sẽ cao hơn này. Busy. Next one. Habit, habit, habit. Không phải là habit mà là habit. Ok. Habit. 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 Ok. Rồi. Tiếp theo. Lúc nãy thì cô đã nói với các bạn là cô sẽ không dạy các bạn quy tắc nào cả. Bởi vì thực ra là quá nhiều quy tắc thì chúng ta cũng không nói. Để tâm được quá nhiều quy tắc thì chúng ta cũng sẽ không nói được đâu. Điển hình như các bạn thấy đây. Lúc nãy cô đã nói rồi. Hồi ngày trước thì cô học là hầu hết. À, các động từ thì rơi vào âm tiết thứ nhất. À, động từ thì rơi vào âm tiết thứ hai này. Tính từ thì rơi vào âm tiết thứ nhất này. Danh từ thì rơi vào âm tiết thứ nhất này. Như các bạn nhìn đây, luôn luôn có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ từ answer. Thường thì chúng ta học là động từ sẽ rơi vào âm tiết thứ hai đúng không? Như là đây là động từ nhưng nó lại rơi vào âm tiết thứ nhất. Và chẳng có quy tắc nào để nhớ cả. Answer, nó lại rơi vào âm tiết thứ nhất. Nên các bạn đừng nhớ quy tắc làm gì cho nó mệt. Chúng ta chỉ cần luyện tập cho cô tí nữa. Sau cái hướng dẫn này thì cô sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào để luyện tập trọng âm khi nói một cách hiệu quả nhé. Nào các bạn luyện tập từ này cho cô nào. Answer, answer, answer. Không phải là answer mà là answer. Ok. Answer, answer. Ok, so again I will have happy, happy. Thứ nhất này, happy. Basic, basic. Busy, busy. Habit, habit, and answer, answer. Các bạn thấy không? Tất cả đều rơi vào thứ nhất thì chúng ta sẽ đọc như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với từ có hai âm tiết mà rơi vào âm tiết thứ hai. Rơi vào âm tiết thứ hai thì sẽ đọc như thế nào? Ok, rơi vào âm tiết thứ hai thì đọc như thế nào các bạn? Rơi vào âm tiết thứ hai này. Bây giờ nhá, cô lấy ví dụ này. Nếu rơi vào âm tiết thứ nhất, nếu từ này mà rơi vào âm tiết thứ nhất sẽ đọc là gì? Là forget, đúng không? Forget, forget. Nhưng chả ai đọc như thế bao giờ cả. Từ này là từ rơi vào âm tiết thứ hai, nên cái âm tiết thứ hai sẽ phải cao hơn âm tiết thứ nhất. Cô sẽ đọc là âm tiết thứ nhất thấp hơn này. Là và cô sẽ đọc từ này là forget, forget. Không phải là forget mà là và âm tiết thứ nhất thấp hơn này. Phở giống như mình đặt dấu huyền ấy. Forget, forget, forget. Ok, forget, forget, forget. Rồi từ này nữa, từ này nữa. Ok, từ này trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ hai nên cũng là. Đố các bạn nếu mà rơi vào âm tiết thứ nhất thì đọc như thế nào? Nếu mà từ này mà rơi vào âm tiết thứ nhất nhé, để cô lấy cho các bạn sự khác nhau này, so sánh sự khác nhau. Nếu rơi vào âm tiết thứ nhất thì mình sẽ đọc begin. Cái thứ nhất sẽ phải cao hơn đúng không? Là mà begin, begin, begin,
đúng không? Nhưng chẳng ai đọc như thế cả, nghe nó rất là buồn cười. Từ này trọng âm rơi vào âm điệu thứ hai nên âm điệu thứ nhất thấp hơn, âm điệu thứ hai cao hơn này. Begin. Okay, nghe rất là tự nhiên hơn đúng không? Begin. 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 Okay? Begin. Forget. Begin. Tiếp theo từ này. Từ này nếu mà nhấn vào âm điệu thứ hai, nếu mà nhấn vào âm điệu thứ nhất thì sẽ đọc là relax. Rõ ràng cái thứ nhất phải cao hơn đúng không? Relax. Nhưng mà không, nó không phải như vậy. Từ này nhấn vào âm điệu thứ hai nên từ này sẽ đọc là gì các em nhỉ? Đọc là gì nhỉ? Relax. Relax. Thấp này, re. Thứ hai cao hơn này, lax. Relax. 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 Okay? Relax. Thường thì nhấn, cô có một mẹo cho các em, đó là nhấn, nếu mà nhấn vào âm tiết thứ hai ấy thì chúng ta sẽ cho âm tiết thứ nhất đánh dấu huyền nhá, cho nó thấp xuống. Bởi vì nếu mà nhấn vào âm tiết thứ hai mà đánh dấu sắc cho âm tiết thứ hai thì các em sẽ thấy nó quá cao và nó không tự nhiên. Đánh dấu sắc thì cái đây sẽ là relax. Relax. Nó sẽ không tự nhiên đâu, đúng không? Mình sẽ đánh dấu huyền cho cái này và cái này để giống như mình đánh không dấu ấy. Relax. Đó, relax. Cái này dấu huyền là re, không phải là re nữa mà là re. Relax. 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 Okay? Relax. Sorry, again, I have forget. Này thấp cái này xuống này, phờ này. Không phải là phơ nữa mà là phờ. Forget. Không phải là be nữa mà là be. Begin. Begin. Không phải là re nữa mà là re. Relax. Okay? Rồi, em sẽ xem còn từ nào còn hai âm tiết nữa không, mà nhấn vào âm tiết thứ hai nữa không nhé. Ok, rồi từ này nữa. Ok, từ này nữa. Từ này thì chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Có phải các bạn hay đọc là enjoy đúng không? Enjoy, enjoy bằng nhau không phải? Từ nhất sẽ thấp hơn này, nên mình đánh dấu huyền này. In, đúng rồi. In, enjoy, enjoy. Không đọc là enjoy nhá. Nếu đọc là enjoy nó sẽ không tự nhiên mà là enjoy. 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 Okay? In thấp xuống này, joy cao hơn một chút. Enjoy. Okay? Now so again I will have begin. All right? Begin. Forget. Relax and enjoy. That's it. Thôi bây giờ thì cô đã vừa hướng dẫn lớp mình này, hướng dẫn các bạn là âm từ mà có hai âm tiết, từ một âm tiết thì sẽ không có trọng âm nên bỏ qua, từ có hai âm tiết trở lên nếu nhấn vào âm tiết thứ nhất thì sẽ đọc là la la, ok, nếu nhấn vào âm tiết thứ hai thì sẽ đọc là ok, cái này nó hơi nhạy cảm một chút, cầm ngón khác, ok, nếu nhấn vào âm tiết thứ hai, nếu nhấn vào âm tiết thứ hai thì sẽ là la la, ok, lại nhá, la là la 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 la, nó giống như hát này, nó giống như nhạc vậy. Chúng ta hãy thư giãn một chút và chúng ta cảm nhận âm nhạc la la. Nếu nhớ mấy thứ nhất nhé, la la, âm tiết thứ hai này là la 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 la, ok, nó sẽ đơn giản như vậy thôi, rất là đơn giản như vậy thôi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đến với từ mà có 3 âm tiết nhé. Đến với những từ có 3 âm tiết. Ok, từ có 3 âm tiết. 3 âm tiết sẽ xảy ra 3 trường hợp. Thứ nhất là rơi với âm tiết thứ nhất. Thứ hai, rơi với âm tiết thứ hai. Và thứ ba là rơi với âm tiết thứ ba. Okay. Rồi, nếu mà rơi với âm tiết thứ nhất thì chúng ta sẽ đọc là gì? La, la, la. Nếu rơi với âm tiết thứ nhất này, la, la, la. Và từ này thì chúng ta sẽ nói là beautiful. Beautiful, beautiful, la la la, beautiful, la la la, beautiful, okay, beautiful, beautiful, okay. Cái này cao hơn này, beautiful, nhấn vào âm tiết thứ nhất nhá, beautiful, nhấn vào âm tiết thứ hai này, chúng ta sẽ đọc là gì? La, 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 computer, 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 computer. Computer, okay, computer. Nếu mà thứ ba thì sao? Understand,
La la la. Ok. Nhấn vào cái từ 3 thì chúng ta sẽ đọc là la la la. Understand. 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 Ok. So I will have la la la. 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 So la la la. Beautiful. La la la. Computer. La la la. Understand. Ok. Understand. Yep. Beautiful. Computer. And understand. Từ có 3 âm tiết thì nó sẽ giải 3 trường hợp như vậy thôi. Hoặc là âm tiết thứ nhất, hoặc là âm tiết thứ hai, hoặc là âm tiết thứ ba. Rồi, chúng ta sẽ đến với từ mà có 4 âm tiết nhé. Rồi, 2 âm tiết này, 3 âm tiết này, 4 âm tiết. Các bạn comment cho cô biết cái từ này rơi về âm tiết số mấy. Đố các bạn biết từ này rơi về âm tiết số mấy nhỉ? À, có một bạn hỏi cô là đọc là từ beautiful, đọc là the chứ không phải tờ à cô. Theo anh Mỹ thì cái này sẽ là the beautiful. Beautiful. Đây là đọc theo anh Mỹ nhé. Ok. Rồi các bạn ơi, từ này, trọng âm rơi về âm từ mấy? Từ này trọng âm rơi về âm từ mấy? Nếu các bạn chỉ nhìn như thế này. Ok. Rồi bây giờ thì cô sẽ đọc và các bạn sẽ biết là trọng âm nó rơi về âm từ mấy nhá. Cô sẽ đọc từ này là ability. 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 Ok, âm tiết thứ mấy? Đúng rồi, âm tiết thứ hai đó. Ability. 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 La 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 la. Ability. Ok, ability. Các bạn ơi, nếu các bạn có thắc mắc thì đây là anh Mỹ. Anh Mỹ sẽ đọc âm, thường sẽ đọc âm chờ này thành âm đờ. Nếu nó kẹp giữa hai nguyên âm. Ability. Ability. Ok. Cô cũng sẽ đọc từ này là university, chứ không đọc là university. Ok. Bởi vì anh Mỹ thường có xu hướng đọc cái âm này là âm đờ. Rồi, và từ này nữa. Đố các bạn biết từ này trọng âm rơi vào âm từ mấy? Nếu là âm tiết thứ hai sẽ là la 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 nhá. Còn đố các bạn biết từ này rơi vào âm tiết thứ mấy nhỉ? Các bạn hãy cho cô biết từ này rơi vào âm tiết thứ mấy. Có một số bạn nói là cô nói nghĩa của nó luôn, bởi vì là cô muốn rạch ròi ra. Cái này cô cần các bạn nắm được trọng âm là như thế nào. Khi mà nói trọng âm thì nó sẽ khác như thế nào. Nên cô sẽ không giải thích nghĩa để các bạn tập trung vào trọng âm đã. Ok. Và sau đó thì sẽ có những cái bài khác để dạy về cách nhớ nghĩa, cách nhớ từ vựng nhá. Rồi từ này trọng âm rơi với từ mấy nhỉ? Cái từ mấy? Âm tiết thứ ba. Và từ này sẽ là politician. Politician. Rồi, la 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 la. Politician. 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 Ok, âm tiết thứ ba nhá. Yep. Và trở lại về cái từ rất là dài ngay từ đầu rồi. Bây giờ cô đã hướng dẫn các bạn từ có 2 âm tiết này, 3 âm tiết và 4 âm tiết này. Ok, và trở lại về cái từ 5 âm tiết rất là dài ngay từ ban đầu. Thì từ này trọng âm rơi vào âm thứ 2 và chúng ta cũng sẽ thấy nè. University. Nó giống như là la 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 la. Như vậy các bạn làm thế nào để các bạn nói hay hơn? Có nghĩa là các bạn sẽ gắn nó giống như nhạc điệu ấy. Chúng ta sẽ đọc nó cao hơn. Những cái âm tiết nào mà nhấn trọng âm thì thường mình sẽ đọc nó cao hơn so với những âm tiết còn lại. University. La 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 la. Ok, university. La 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 la. Ok. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần cuối cùng. Đó là cô sẽ hướng dẫn các bạn. Trong tiếng Anh thì sẽ có những cái từ, bây giờ nó lại còn như thế này nữa. Trong tiếng Anh sẽ có những từ mà nó nhấn vào trọng âm khác nhau, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nghĩa của từ, cũng như là nó sẽ trở thành hai từ khác nhau. Ok. Rồi ví dụ cô có từ này chẳng hạn. Bây giờ cô mà nhấn vào âm tiết thứ nhất thì sẽ đọc như thế nào nhỉ? Từ này có thể nhấn vào cả hai vị trí các bạn nhé. Không phải nhấn được một vị trí đâu, nhấn cả hai vị trí. Nhưng nó sẽ mang cách dùng khác nhau và mang nghĩa khác nhau. Thứ nhất, nếu cô đọc là present. Present. Âm tiết thứ nhất này. Present. Thì nó sẽ là danh từ mang nghĩa là món quà, đúng không? Present. Bây giờ nhấn âm tiết thứ hai cho cô này. Present. Present. Vì vậy nhấn âm tiết thứ nhất sẽ đọc là present. Nhấn vào âm tiết thứ hai sẽ đọc là
sẽ đọc là present, 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 present. Okay? Nếu nhấn vào âm tiết thứ hai thì nó không còn mang nghĩa là món quà nữa, mà nó sẽ mang nghĩa là thuyết trình. Okay? Thuyết trình. Present, present, không liên quan gì đến nhau đúng không? Chúng ta sẽ thấy là nhấn trọng âm khác nhau thì cách đọc của nó cũng sẽ khác nhau. Present, present. Và tiếp theo cô sẽ có từ này. Từ này thường thì một số bạn đã biết cái cách dùng thứ hai, đó là trọng âm nhấn với thứ hai, và chúng ta sẽ đọc là record đúng không? Động từ ấy sẽ đọc là record, ghi âm ấy, record, record đúng không nào? Record. Tuy nhiên nếu mà từ này là danh từ thì nó sẽ không đọc là record nữa, nó sẽ không nhấn vào âm tiết thứ hai nữa, mà danh từ sẽ nhấn vào âm tiết thứ nhất và đọc là record, 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 record. Đó, present, present và record, record. Chúng ta chỉ cần thay đổi trọng âm, có những từ trong tiếng Anh chỉ cần thay đổi trọng âm thì nó sẽ trở thành những từ khác nhau, mang nghĩa khác nhau. Ok, mặc dù cách viết vẫn đi hết present, present, record và record. Ok. Wow, rất nhiều bạn đang xem. Ok. Bây giờ thì cô sẽ xem có các bạn có hỏi gì không nhé. Lúc nãy cô có thấy một bạn hỏi là cái từ, cô nhìn qua thì có một bạn hỏi là nationality thì đọc như thế nào? Cái từ quốc tịch ấy, nationality, trọng âm nhấn vào vị trí số 3 em nhé. Hương ơi, Hương Phạm ơi, nationality, trọng âm nhấn vào vị trí số 3 này. Nationality, 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 nationality. Âm tiết thứ 3 sẽ cao hơn. Okay. Bây giờ thì đã hết thời lượng livestream rồi. Nên là nếu các bạn trước hiện thì chúng ta cũng thấy là ngày hôm nay không có game để nhận quà đúng không? Vì ngày hôm nay cô cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút là ngày hôm nay sẽ là livestream cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Ngày hôm nay sẽ là livestream cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Có nghĩa là tuần sau nữa sẽ không có livestream. Nên là nếu bạn nào có những cái ước muốn cô sẽ làm livestream về cái gì đó thì chúng ta có thể inbox vào trang Nói Tiếng Anh Trong 6 tháng ấy, inbox vào cái trang mà cô đang livestream trực tiếp này. Các bạn bộ phận tư vấn của A10 sẽ chuyển đến cho cô, và cô sẽ đọc và cô sẽ tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của các bạn, tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của bạn về livestream nội dung như thế nào. Có rất nhiều bạn comment những cái rất là hay, những cái nội dung mà các bạn muốn học, ví dụ như là pausing này, pausing hoặc là emphasize này, nhấn mạnh trong tiếng Anh như thế nào, thì các bạn hãy inbox nhá và cô sẽ nghe những cái nội dung đó. Và đây sẽ là livestream cuối cùng trước khi nghỉ Tết, vì vậy cô chỉ muốn nói một điều thôi. À, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ. Và cô sẽ xem nhé, có bạn nào có comment gì đó mà muốn cô trả lời không? Có bạn Phạm Kiều Nga. Rồi cô sẽ trả lời những cái bạn mà có comment từ nãy đến giờ. Bạn Phạm Kiều Nga có hỏi là cô muốn học cô thì học ở đâu ạ? Em ơi, nếu mà em muốn học trực tiếp ấy, thì em có thể đến A10, bởi vì cô đang giảng dạy trực tiếp tại A10 số 467 Hoàng Quốc Việt nhá. Và A10 thì có rất nhiều cô sợ, và ở A10 thì giảng viên nào, các em yên tâm đi, giảng viên nào cũng sẽ dạy tốt như nhau, thậm chí là tốt hơn. Nên là các em có thể xem những cái cơ sở của A10, rất là nhiều cơ sở, A10 có rất là nhiều cơ sở. Còn nếu mà các em muốn hỏi cô thì là ở 467 Hoàng Quốc Việt nhá. Rồi, phần cuối cùng thì chúc các bạn ăn Tết vui vẻ. Hy vọng là sang năm mới chúng ta sẽ có năm 2017 quyết tâm hơn nữa để chúng ta có thể chinh phục Nói Tiếng Anh tốt hơn nữa. Ok, thế nhá. Bye bye.